Còn Sài Gòn. Ok, bây giờ mình đã đến Little Sài Gòn, mình mới vừa quay với bạn xem xong rồi. Thì bây giờ hôm nay bây giờ mình chuẩn bị mình đi qua một cái quán ốc và lẩu số 2 để ăn lunch. Thì ok, mình mời các bạn cùng đi xem thử cái quán ốc và lẩu thứ hai như thế nào nha. Ok, let's go. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã tới cái quán nè, ốc và lẩu restaurant. Thôi để mình vô trong mình thử nha các bạn. Thì ở đây cũng có cũng không có gì. Khu này thì chắc cũng mới à. Đó, có chợ Tam Biến, Mama One, rồi Đạt La Viện nè. Cái chỗ này là chỗ cũng là trên đường Brookhurst, ốc và lẩu số 2 nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô trong mình thử là sao. Wow, có người Việt ở đây nè. Wow, tự nhiên tình cờ thấy được một chiếc xe Lamborghini màu vàng, SUV đẹp ghê. Mới luôn, cáo cạnh luôn, rất là đẹp luôn nè. Thấy đẹp ghê chưa? Very nice, chợ Tam Biên. Đó, khu người Việt nè, đó, xe đẹp ghê chưa? Lamborghini Tesla ở đây nhóc luôn. Đẹp chưa? Đi qua Cali là chỉ lại quán ốc và lẩu ăn thôi. Đó, rất là đẹp. Ừ. Thank you. Rồi. Đó, ở Houston qua đây là chỉ kiếm ốc và lẩu thôi. Không gian đẹp chưa? Rất là đẹp. Very nice nha các bạn. Các bạn nào ở Houston qua đây nhớ tới ốc và lẩu ăn nha. Nice. Đẹp quá. Cây đẹp không? Nice. Rồi, cảm ơn cưng. Đây là cái thực đơn nước giải khát nè, có đủ thứ hết á. Chanh dây. Cái tiệm rất là dễ thương nha các bạn. Nếu các bạn nào ở Houston mà có qua đây thì nhớ ghé qua quán ốc và lẩu ở đây rất là nổi tiếng nha. Đó, các bạn thấy không? Đủ hết tất cả ốc, muốn ăn món gì cũng có. Ok. Chúng mình kêu món ra mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Chuẩn bị mình order nha. Order luôn cưng, đem món gì ngon? Một bình nước xả vải à? Ờ, hai bình một bình, cái này hai người uống bao nhiêu mới cái là một bình cái đó là cái bình xa là cái bình hai người uống bao nhiêu? Bình nước đó ngon không? Nước đó ngon không? Cái này là em trai làm ốc và lẩu nè. Đó, tự tụi anh ở Houston. Cho nên mình nói ai tới Houston là đi ăn đây. Tại vì nếu mà recommend cho mình là cái dừa tắc ở đây là ngon nhất. Rồi, ok. Không ngon thì trả lại nha. Dừa tắc là ngon nhất hả? Rồi, vậy đó, dừa tắc đi. Ok. Nếu mà không hết thì thôi, đi Google cũng được. Rồi, rồi. Rồi, dạ rồi. Đó là luôn. Để em kêu cái người order đó nha. Rồi, rồi. Rồi, cảm ơn. Có thêm một cái phần dừa lắm. Anh vừa nói cái gì lắm? Cái gì xào hơn? Cái hủ tiếu xào này là cưng, là cái hủ tiếu bự bự như nhỏ. Không, hủ tiếu bự hay hủ tiếu nhỏ? Cái bạc của nó nhỏ. Okay. Cái nào ngon, cơm chiên mực lắc hay là cái hủ tiếu từ bờ biển, hải sản ngon? Anh thích xào nhỏ hay bự? Xào bự. Bự, ok, vậy order một cái nè. Cái hủ tiếu xào hải sản đi. Rồi ốc. Rồi tụi anh ở Houston tới. Kêu tên gì? Ly, rồi hôm nay là Ly bữa nay lấy đồ ăn cho mình. Có ai tới tới Houston nhớ đi nha. Có ai tới Houston thì nhớ qua đây ăn.
Cái gì? Bảo mèo ơi, đi mua xanh xanh của bọn em ngon. Ok. Thử đi, cũng được rồi. Dạ, rồi cho bọn em có con sò điện thoại thử cũng ngon là gì tươi, đồ ăn cũng ngon là ốc rồi là tươi ngon. Ok, tôi lấy một con nó không? Xem nào, bây giờ một cái phần gì rồi? Một cái nói cái gì nhỉ? Mình có biết hủ tiếu sao phải sợ hè rất là đau vui rồi. Ok, một phần chăm chép những bức hạch chăm chép cũng ngon ngon. Chăm chép mà hành ăn được. Có vòng tay vặn này, ô ống ta được không em? Rồi, ok, vừa bỏ cái đó. Sò điểm không ai, sò điểm không ai. Rồi oyster, oyster không ai, hay là nướng con tỏi. Cái nào ngon hơn? Con tỏi, chắc chỉ có con tỏi rồi, chị ăn con tỏi. Rồi, ok. Rồi cái con nghêu, cái tỏi này ăn cũng ngon, mình chỉ uống nghêu hả? Yeah. Rồi. Ốc hương cang me đi. Ốc hương cang me ha. Ốc hương rất là đẹp. Em muốn ăn gì cũng được, trên trên ma rồi. Ốc đen xào dừa không chị? Còn chị không biết cái con nhỏ xíu hả con? Biết là cái con đó. Xào điện thái đường. Rồi. Một cân xào điện thái đường luôn nha. Mấy cân tất cả đó. Mấy cái này là món ăn chơi thôi chứ có ăn được. Mình muốn ăn gỏi không? Gỏi bọn em cũng ngon. Gỏi xoài đặc biệt có một cái ốc luôn. Chơi luôn, rồi. Ốc có những món gì rồi? Móng tay, tay không có cái gì? Bữa đó bọn em có móng tay. Rồi, móng tay là bọn em có, mình có hủ tiếu xào giò, hủ tiếu xào hải sản này. Đúng này, rồi. Bào ngư, chăm chép, xào điệp phô mai, oyster bơ tỏi, nghêu, ốc hương rang me. Còn mình cứ thử cái đó đi, nếu mà muốn nữa thì kêu thêm. Đúng rồi. Ừ. Dạ. Rồi, với là một bình dừa tắc ha. Bình dừa tắc. Cho em hỏi có ai uống bia rượu không? Không, không, không. Cocktail đây ngon lắm. Anh lái xe qua Vegas nữa, cho nên đi road trip cho nên không dám uống bia. Ok, vậy là mình kêu mấy cái món này trước. Rồi, cảm ơn Ly nha. Dạ. Rồi. Có ăn oyster sống không hay là... Ok. Sao mà bị... Mình kêu cái này trước nha, rồi cái kia kêu thôi. Ok. Các bạn nào mà tới Cali nhớ ghé ốc và lẩu. Cái này là ốc và lẩu 2 đúng không Cưng? Dạ, ốc và lẩu 2. Từ hồi xưa anh có ghé một lần là ốc và lẩu ở chỗ khác. Ốc và lẩu 1, bọn em ở Chicken Go. Cũng cùng một chỗ luôn. Rồi, ok. Hôm nay thứ 3 thì ở đây đóng cửa. Ốc và lẩu 1 đóng cửa. Rồi, ok, ok. Rồi, cảm ơn Ly nha. Rồi. Các bạn ơi, bây giờ đồ ăn đã ra rồi, mình chuẩn bị quay cho các bạn xem nha. Thì đồ ăn rất là ngon, rất là thơm. Nhìn là thấy là chảy miếng rồi đó, để mình quay cho các bạn coi nha. Ok. Đây là món này là món nghêu hoàng hậu. Còn cái này là ốc rang me. Cái này là đồ ăn hủ tiếu xào hải sản. Cái này gỏi. Cái này món gì anh? Kem chép nướng mỡ hành nha các bạn. Rất là ngon nha. Còn cái này là gì mua nè? Ốc hương rang me. Rồi, cảm ơn nha. Rất là hấp dẫn không? Đó, tất cả đồ ăn nè. Còn này là dừa tắc, nước dừa tắc nha các bạn. Trời ơi, món ăn này nhìn là thấy thèm chảy nước miếng rồi nè. Đó, hấp dẫn ghê không? Ai mà tới ở Houston qua nhớ ghé quán này nha các bạn. Ốc và lẩu số 2 đúng không? Rồi. Đó. Nhìn hấp dẫn ghê chưa? Bây giờ mình mời các bạn cùng mình ăn nha, mình thưởng thức những cái món ở đây nha. Ốc và lẩu nha các bạn, đó đồ ăn này các bạn thấy không? Nhìn rất là hấp dẫn. Nhìn là thấy thèm chảy nước miếng rồi đó, thấy không? Đó. Wow. Ok, thôi mình mời cả nhà cùng ăn nha. Một chút mình hẹn gặp lại các bạn sau nha. Ok. Này là bào ngư đúng không cơ? Dạ đúng rồi, bào ngư. Bào ngư gì? Bào ngư thường là làm nước mỡ nước mỡ hành với lại ok, giờ thử món bào ngư nước mỡ hành nha. Dạ. Cảm ơn. Chấm như gì ta? Dạ. Tôi chấm là cái trên những cái món ốc á là nó sẽ là món gừng với lại muối chiên chanh. Ok. Rồi. Dạ. Cái này là nước gừng cho đã quá rồi. Bào ngư. Nhìn có màu ngư mà.
Ngon vô cùng. Rất là ngon. Muốn ăn những món này không? Đây là món gì? Sò điệp làm sò điệp cái gì cung điện đấy. Này là sò điệp cung điện. Đây. Rồi giờ mình thử con sò điệp cho các bạn coi. Sò điệp Thái Thượng Hoàng các bạn ơi. Bây giờ mình thử con sò điệp nha. Sò điệp Thái Thượng Hoàng nha. Thấy gần bự bằng cái mặt của chê luôn đó. Ok, rất là ngon nha. Đã. Hấp dẫn luôn, để thử cho nó ngon không nha. Cái này là mình chấm với muối ớt nha các bạn. Bỏ một con vô miệng nha, ngon vô cùng. Ngon quá các bạn ơi, ngon. Cái này là đồ gia vị nè, các bạn thấy không? Phải ăn chung đồ gia vị luôn mới đã. Rất là ngon. Rất là ngon nha các bạn. Còn rất là nhiều món ốc khác nhau. Đã quá các bạn ơi. Rất là ngon. Ok, bây giờ chơi đi ăn. Chút nữa mình ăn xong thì trên đường mình đi từ dưới Sài Gòn qua bên San Diego, mình đi con đường quay cho bạn xem rất là mình hy vọng các bạn thích cái video của chơi nhé. Nhớ đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những cái địa điểm chơi đi sau này rất là đẹp và rất là thú vị. Ok, thôi bây giờ chơi chào các bạn, chơi đi ăn cái. Ok các bạn ơi, bây giờ là xong một bữa ăn trưa ốc và lẩu. Cái bill ra ngon nhưng mà cái bill nhìn vô thấy là chóng mặt rồi đó. Nhưng mà thật sự là quán này rất là ngon nha các bạn. Mình thấy rất là ngon. Mình recommend cho những người nào mà từ một tỉnh bang khác mà tới Cali thì nên ghé ốc và lẩu ăn cho biết. Mình thấy rất là ngon, nước uống cũng rất ngon. Những cái con ốc, con hàu, con sò rất là tươi và rất là ngon nha các bạn.